anh cho nó cái đầu nó dài ra nào. Ôi rồi dài như cái chim đấy. Kinh không? Con này gấu nhìn thích lắm ấy. Cứ để anh lật ngửa ra đi. Ủa, nó bật quay lại ngay. Nó lật ngửa đi. Nó lấy đầu nó vật quay lại chứ không? Anh cứ bỏ đi, ô cái móng nó có quặp gì không? Rồi ba đánh đi. Bà ba. Đâu một cái. Ui dồi, ghê nhờ. Cái nó cũng trả đâu, trông nó đi nhanh lắm. Có bà gai à? Bà bà trên. Mõn nó, à, cái mặt, cái mũi nó ngắn tín nhỉ. Nó thụt ra anh. Anh Linh. Ơi. Anh hỏi. Mày biết điên nên tao gặp gì nào? Anh hỏi anh phát. Tao không hỏi cái thằng ấy. Bảo nó đạp cho phát vào tay lại. Lại phải chặt đầu nó mới ra ấy. Này nó cắt tiết tao uống rượu đi cực kỳ. Chả thích ăn tao dài. Anh bắt cửa gì mà tài thế? Hả? Anh đánh lời. Chuối đậu. Quẩy cái gì nhỉ?